Ở phiên bản V3 3.0 này, chúng ta có thể thiết lập định thời gian render tấm hình này. Ví dụ tôi muốn tấm hình là 1 tiếng xong, thì các bạn làm như sau: các bạn nhấn F10 lên, bạn thu nhỏ ở phần tay này, các bạn chọn processor. Ở dưới này chúng ta có phần thiết lập số phút cho đối tượng của chúng ta render. Ở đây chúng ta có thể tăng cái device, tức là độ phân chia bề mặt. Ở đây tôi để mặc định. Và ở đây chúng ta ấn định số phút. Giả sử tôi muốn đối tượng này khoảng 10 phút cho một tấm hình. Và cường độ khử hạt nó chia sót, các bạn có thể tăng hay giảm tùy. Và tôi định tấm hình ở đây có thể 800. Bây giờ chúng ta bấm render thì lập tức đối tượng chúng ta trong số phút đó nó sẽ ra tấm hình của chúng ta. Và thời gian càng lâu thì tấm hình của chúng ta chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nếu như các bạn muốn test thử thôi, thì có thể cho 1 phút. Ví dụ tôi cho khoảng 1 phút và tôi bấm render. Thì trong vòng 1 phút, tấm hình chúng ta sẽ được render review. Phần mềm sẽ tính toán cho chúng ta sao cho đúng 1 phút ra tấm hình tối ưu nhất cho các bạn. Còn nếu các bạn cho 1 tiếng thì tấm hình chắc chắn sẽ khác hơn rất nhiều. Đây là tấm hình 1 phút của chúng ta. Trong vòng 1 phút, tôi thấy tấm hình tôi review cũng tương đối chính xác. Còn nếu được, các bạn hãy tăng số phút cao hơn một chút và chúng ta sẽ lấy tấm hình tốt hơn và đẹp hơn. Còn nếu muốn trở về định dạng ban đầu, các bạn chọn F10. Và kiểu loại này, chúng ta chọn về Adaptive hoặc Adaptive Version tùy các bạn. Bây giờ, tôi sẽ đóng lại và kết thúc phần học ở đây.